Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì mà bớt chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh cho mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ Fravox Last. Dự án này mọi người có cơ hội nhận được 3.000 token FAVT, giá trị tương đương cả 6 đô mọi người nhé. Thì tham gia kèo này thì mọi người sẽ hoàn thành các nhiệm vụ Telegram của cho mình. Và đây bấm Start nhiệm vụ đầu tiên. Bấm bắt đầu cho mình nhé. Rồi, sau đây mình bấm Continue và mọi người nhập mã cấp ra đây cho mình. Ok, bây giờ các bạn hoàn thành nhiệm vụ cho mình. Do là hai kênh, kênh group và kênh trên New Telegram. Bạn tham gia kênh Telegram này. Sau khi do vào kênh Telegram, các bạn chat cho mình từ luôn nhé. Đấy. Tiếp đến các bạn quay trở lại, do vào kênh trên New luôn. Bấm tham gia kênh, ok. Và tiếp tục quay trở lại cho mình. Bây giờ các bạn follow kênh Twitter này. Bấm theo dõi cho mình nhé. Sau đó kéo xuống bài đăng, bấm like, retweet lại bài đăng này cho mình. Ok. Tiếp tục quay lại Telegram. Follow kênh Medium cho mình. Ở đây bấm follow này. Sau đó sau quay trở lại Telegram. Tiếp tục. Bây giờ bấm một chữ Don. Tiếp tục bấm Don. Ở đây các bạn sẽ gửi username kênh Twitter của mọi người vào đây cho mình nhé. Tiếp tục các bạn nhập username kênh Medium của mọi người vào đây cho mình. Để lấy username kênh Medium, các bạn sẽ bấm vào kênh Medium này. Sau đó bấm avatar đây. Sau khi bấm avatar nhé, lập tức ở trên này mọi người sẽ thấy một cái chữ account ấy, username của mọi người. Sau đó copy vào đây cho mình nhé. Gửi vào đây cho mình. Gắn cả account nhé. Ok, bấm gửi cho mình. Rồi. Tiếp theo follow kênh Twitter, tức là kênh liên kết Twitter nhé. Bấm follow này. Sau đó kéo xuống bài đăng, tìm đến bài đăng của dự án. Ở đây bài đăng của dự án này, bấm like, retweet lại bài đăng. Sau đó tiếp tục quay trở lại Telegram. Bấm vào chữ Don cho mình. Ok. Địa chỉ ví các bạn sẽ sao chép địa chỉ ví mạng lưới Polygon Matic ở trên ví MetaMask hoặc ví Trucolet nhé. Ở đây mình sẽ dùng địa chỉ ví MetaMask và đã copy sẵn rồi, mình sẽ gửi địa chỉ ví luôn. Đấy, sau khi để chỉ ví xong thì mọi người sẽ có nút refresh để mọi người có thể cập nhật số dư của mọi người nhé. Và ở đây mọi người sẽ có một cái link rest để mọi người giới thiệu bạn bè người thân. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video giờ tiếp theo.